Và trong ngày hội hôm nay, các cô giáo trường mẫu giáo Đắk Lắk cũng xin được gửi đến quý vị những điều nhớ uyển chuyển mềm mại dễ thương qua bài múa Lung Linh Mai Vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và liên tục chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục nhảy rất sôi động và dễ thương với tựa đề Happy Day do các bé lớp trường một biểu diễn. Nơi ấy, cô giáo đã ví như những bông hoa đang trắng xinh của cô làm, những bông hoa mà các bé dành tặng cho cô mỗi khi tới lớp. Tình cảm thiêng liêng đó được thể hiện qua tiết mục múa Cô Giáo Đây Là Hoa E Ban do các bạn lớp lá một biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.